Hello mọi người, đây là clip đầu tiên của năm mới năm 2023. Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong năm nay, sẽ đạt gặt hái được nhiều thành công nha. Thì đây sẽ là video đầu tiên của Linh trong năm 2023. Năm nay thì mình sẽ hoạt động lại kênh YouTube nhiều hơn. Tại vì năm ngoái mình có quá nhiều những cái phải học và những cái dự định mà mình phải làm, cho nên là mình không có thời gian nhiều. Năm nay mình sẽ tiến hành bắt đầu lại quay clip đều đặn lại cho mọi người. Ok, thì mình quyết định nhuộm một cái đầu mới cho năm 2023 để cảm thấy có năng lượng làm việc hơn và một cái diện mạo mới hơn. Nhưng mà mình cũng chưa biết là cái tóc của mình nó có thể tẩy ra được màu gì. Thì bây giờ mình đang test thử tóc để xem là cái tóc của mình nó có lên được màu hay không đã. Tóc anh nhuộm được lên màu gì? Anh thử gợi ý đi. Em bỏ quay clip là bằng chứng anh nhuộm xấu, em bóc phốt cho anh. Chết rồi. Căng thẳng quá, áp lực quá. Bè từ đường như trắng thì sáng sáng thì cái đuôi nó dưỡng nồng sáng, nếu mà ấy cho về cái, nhưng mà cái đuôi á, cái đuôi em lại cần màu đen thôi, tức là em muốn nhuộm với kiểu nó như thế này, nó là ở trên nó là màu trắng còn cái đuôi nó là màu đen, nhưng mà nếu mà ở trên không màu trắng được thì để em màu sáng cũng được. Thật sự thì mình thích màu trắng nhưng mà không được rồi các bạn ạ, không thể được rồi. Đau sướng. Những chó không muốn chơi với mình. Nếu mà cái nền của mình lên không đẹp á, yeah, thì mình sẽ lại cỡ sắm này. Thì bây giờ phải có cái nền của em trước, nên tụi anh cứ tẩy chứ. Dạ vâng, ok. Tẩy trước đi ha. Tại vì cái này vẫn còn hơi đen. Hơi đen đúng không? Dạ. Bây giờ tụi anh cứ tẩy hết mức có thể của cái tóc của em trước. Dạ. Rồi sau đó mình sẽ coi cái nền như thế nào, mình sẽ điều chỉnh nó chút xíu. Dạ. Tóc tôi liệu có ra đi sau không ngày hôm nay không ta? Mà con xoài nó nhuộm quanh năm luôn á, con xoài nó nhuộm từ ngày này sang ngày khác mà tóc nó không hư luôn á. Rồi anh đang chuẩn bị trong vòng vừa thăm xa tỉa là anh nè, rồi anh sẽ qua chị mới sẽ trang hàng một xíu. Rồi mọi người ơi, mình sẽ để địa chỉ các thứ của anh Alex ở đây, hy vọng anh Alex sẽ giảm giá cho mình. Mấy nay ở đây còn hơi bừa bộn chút xíu. Dạ, không sao, em quay em này. Đầu mình nó bắt đầu nó rát rồi, nó quay cuồng rồi mọi người. Thật sự rất lâu rồi mình chưa tẩy tóc. Đây là lần tẩy đầu tiên mà mình không biết là mình sẽ tẩy được bao nhiêu lần, mình không biết. Và tẩy xong thì cái tóc của mình nó sẽ ra sao. Ôi, tôi không quan tâm nữa. Dì tôi bảo là nếu mà tóc hỏng thì cứ cạo trong đầu đi nhìn xinh mà. Tranh thủ làm tóc thì tại mình lâu lắm, tận 6-7-8 tiếng cơ. Thế là mình có mang iPad đi để kiểu mình học. Cái dạo này mình đang học vẽ với cả thiết kế ở trên iPad ấy. Bây giờ thời đại công nghệ rồi mà mình cứ vẽ tay vẽ giấy thì nó cũng lâu mà nó cũng mất thời gian đó mọi người. Thế là bây giờ mặc dù mình rất là ngu công nghệ luôn ấy, mình cũng phải hội nhập, mình cũng phải học ở trên iPad thôi. Sang năm Linh sẽ cố gắng làm một bộ sưu tập mới dễ mặc hơn năm ngoái. Năm ngoái thì do nó là cái bộ sưu tập ra mắt, nhưng mà mình làm mà nó đơn giản quá thì nó cũng không để lại dấu ấn gì ấy, cho nên là kiểu cũng hơi khó mặc thật. Nhưng mà năm nay thì mình sẽ cố gắng làm dễ mặc lại để cho mọi người có thể mặc ra được. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I bust soon, soon. Knew as a child, back in the womb. Step back, I need my room, room. Hop in the car, watch it go.
I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and them, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, I don't got a time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't belabor like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Đau quá, như là chơ tấn cực hình đấy. Ngày xưa mình nhớ là mình cũng pro lắm mà đang mình cũng kiểu giang hồ là đồ này kia đó, nhuộm tóc phải gọi là một tháng nhuộm ba lần, mọi người có nhớ cái thời gian đấy không? Not another love song. Girl, you got me and me sprung on. Loving like I know your pick stay. Curl me crazy like I did some. Really knew you was the one, no. Now you're wanting to be done, so let me tie it like a zip. Và tôi tưởng là tôi vừa rầu lắm. Cái nó mới có 1 năm rưỡi, 2 năm không có nhuộm tóc là cái sức chịu đựng nó giảm sút thì đáng kể. Giờ mới tẩy có 1 lần à. Mà ngồi đây khóc quá rồi khóc. Lát tẩy lần 2 biết sao luôn. Má, chắc già rồi, mọi người có tuổi rồi. Cái tuổi 27 trong đây 27 rồi má. Tao phải chậu phai. Mà làm như là còn hồi còn 17 ấy, còn nhiêu tuổi. Nhưng mà thầy bỏ nó rồi. Số của mình không có lấy chồng sớm được. Mà không có lấy chồng thì càng tốt luôn. Cho nên lúc nào mình cũng cảm giác như mình 17 hết trơn á. Bởi có lấy chồng nó mà đến tuổi chi mà rồi. Quan tâm lắm. Về à? Chưa đâu. Đến khúc này em thấy cũng đẹp rồi. Hơi đẹp rồi. Mới tẩy lần đầu tiên thôi đó. Âu. Đã không? Về. Ủa cái này. Hop in the car, watch it go vroom. Vroom. I told him all that I was soon. Soon. Knew as a child back in the womb. Mình cứ tưởng là nó phải kiểu khô. I'm looking back, they not even close. I had a 4, now I need a ghost. I got a wave like I'm on a ghost. Dạ, tắp đói quá đói mọi người ạ. Sáng giờ chưa kịp ăn gì. Đó muốn chịu nữa. Ăn đi anh em, vô. In a new gig, gotta shift. I cannot stick to the script. I cannot wait. Watch how I get it and flip. It's just how I'm doing this shit that I'm gone. Just how I'm doing this shit that I'm gone. Hey, just how I'm doing this shit that I'm gone. Hello, bây giờ là bây giờ 6 giờ. 6 giờ. Bây giờ là 6 giờ tối. Mình sang đây từ 1 giờ chiều. Bây giờ mình mới đang bắt đầu tẩy lần thứ hai. Chắc đến tầm 9-10 giờ thì sẽ có kết quả. Đấy không? Thấy sự hy sinh của tôi cho những bức hình trên Instagram thôi. Những like hình tôi nhé. Những tóc lên YouTube nữa. Nhiều vậy trời. Phân bên nữa mọi người.
người, hôm nay đã là sáng ngày hôm sau. Đây là diện mạo mới của mình và có thêm một lớp make up nữa. Chắc là sẽ có người thích, sẽ có người không thích, nhưng mà riêng mình nhá, để mà nói thì mình rất là thích cái bộ tóc mới này của mình. Trông nó kiểu nó slay. Đó chứ thật ra thì mình là một người mà mình rất là thích thay đổi và mình không thể nào mà đứng yên một chỗ được. Mọi người cũng biết là 2 năm trời thì mình đã nuôi tóc, tại vì tóc mình bị hỏng ấy. 2 năm trời mình đã nuôi tóc để cho tóc mình khỏe lại và mình cuối cùng mình đã có thể đi nhuộm trở lại. Và thật sự là ngày xưa mình không biết cách chăm sóc tóc và mình rất là phá tóc luôn. Cho nên là mình đã rất là hối hận về cái khoảng thời gian đấy và mình đã phải mất rất là lâu để mình có thể hồi phục lại mái tóc của mình. Và bây giờ thì sau khi mà mái tóc của mình nó đã dài ra rồi và mình chăm dưỡng nó thì bây giờ cuối cùng mình đã có thể lên được cái màu trắng như này. Lên một cái màu trắng như này là một quá trình đấy mọi người, rất là khó. Thật ra bây giờ sờ nó vẫn khô nhưng mà nó không như ngày xưa. Ngày xưa tẩy xong cái là trời ơi, tóc mình không phải là tóc lụn luôn, sờ vào nó như là rơm ấy. Còn bây giờ thì nó khô hơn trước khi tẩy một chút nhưng mà nó vẫn mềm, mình rất là thích. Thì ok, mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái bức hình mới, những cái nội dung mới với cái mái tóc bạch kim này. Các bạn có nhận xét hay comment gì với mái tóc này của mình thì mọi người có thể cho mình xin ý kiến và nhận xét nhé. Biết đâu năm sau tôi lại đổi sang mái tóc màu xanh lá cây thì sao? Maybe. Bye.